Chào mọi người, mình là Đông Minh. Hôm nay là làm video là giới thiệu về xương rồng. Hôm nay mình xin giới thiệu về cây xương rồng Ectrophium ether, hai loại ether cũng là dòng của Ectrophium. Thì đây, như đây hiện tại là cây mình đang cầm trong tay, cây hoa màu vàng, hoa cây Ectrophium Kiko, Furukio Kiko. Các loại Ectro có rất nhiều loại, nhiều hình thù khác nhau, nhiều form khác nhau và dễ trồng, và hoa cũng đẹp, hoa màu vàng, thường thì hoa màu vàng. Hiện tại họ thì mọi người có like tạo ra thêm hoa màu tím và hoa tua, thì vừa và dễ trồng và dễ thụ phấn, dễ gieo hạt nữa. Trước đây khi số lượng chưa nhiều thì nó còn giá cả còn cao, nhưng hiện tại thì người trồng được vườn các vườn đã gieo được nhiều rồi nên giá rất rẻ, thì cũng từ 20 đến 50.000, 200.000 các bạn có thể mua được một cây Ectrophium hay là ether. Chờ mình sẽ xíu mình sẽ làm cái hướng dẫn để thụ phấn như đây. Mình sẽ làm thụ phấn cây Ectrophium này. Cái để phấn thì bằng là cần lấy cái nhíp, lấy cái phấn bỏ vào con nhụy. Thường thì thừa nên thụ chéo những cây nào với cây khác để cho nó dễ đào và tạo ra những cái form mới, cây hoa mới. Đó bậc ha, mình dễ dàng lắm. Nhiều người kêu là thụ phấn khó, nhưng không khó đâu các bạn. Đây mình thụ hai cây khác nhau để cho tỷ lệ đào đào trái ra hạt dễ 99%. Thì đó các bạn đó, chỉ cần bỏ vào phấn vào con nhụy và cà để thanh phấn, cái pha hạt phấn vô cái thanh nhụy để cho nó dính vô đó, chỉ cần dính một cái thôi. Mình làm nhiều thế chỉ cần dính một cái là đạo rồi. Thì những người mới chơi cũng nên trồng loại này vì hoa đẹp, dễ trồng, mau lớn nữa. Thì đó, mà hoa đẹp như đó các bạn nên trồng cái loại này. Mà hiện tại loại này, loại Ectrophium Phium và Ectrophium Ether thì có rất là được lai tạo rất nhiều loại, các form rất nhau, nhiều màu khác nhau, các loại lem, rồi form có gai, form không gai, rồi nói chung là rất nhiều form khác nhau các bạn có thể lựa chọn. Và dễ trồng, do loại này dễ trồng mà form đẹp nên theo mình thì các bạn nên trồng mấy cái loại này. Mấy loại này á, đây mình luôn tiện mình thụ luôn mấy cái cây ghim nhà mình. Nhà mình thì trồng không có bài bản, nhưng mà mình trồng số lượng nhiều vì mình sưu tầm, là thuộc loại sưu tầm mà. Đó, các bạn thấy đó, mình sẽ quay quanh cái vườn nhà mình cho các bạn xem. Hoa ở nhà mình đó, đặc biệt là mình trồng với phương pháp để cho hoa nhiều. Đây là cây Ectrophium Miro phân. Dễ dàng mà các bạn, và các bạn muốn chơi cái loại mà có form đẹp, mẫu mã đẹp thì nên chơi Ectrophium Ether. Đó, cái này là Ectrophium Capital, mọi người thường gọi là cây gai dê. Cái gì hoa rất đẹp, hoa này vừa to vừa trong hàm hoa có màu tím rất đẹp, các bạn thấy rất đẹp không, hoa to như bàn tay đó các bạn, rất đẹp các bạn. Cảm ơn các bạn. Hôm nay mình giới thiệu tới đó được rồi. Mình sẽ giới thiệu nhiều hơn nữa các loại để cho các người chơi mới chơi dễ trồng và hiểu biết về cách. Mình sẽ làm cái những video nói về cách trồng đất, cách tháp, rồi cách xịt thuốc, rồi cách bón phân, rồi cách trị bệnh, rồi mình giới thiệu các loại thuốc.
Các bạn xem video nhớ like và sub cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.